sắm tùy à. Các cô tham quan nhà đúng không? Dạ. Dạ. Cô này gì cô? À, thẻ vaccine. Ông Phin. Thẻ vaccine sau khi tiêm. Nhà mướn trong này. Ở đây mà nếu như mà không có thẻ vaccine này thì không thể nào vô siêu thị hay là chợ được. Nay thì mình sáng ngày hôm nay mình quay trở lại một cái xóm lao động nghèo hay còn gọi là khu ổ chuột ở Campuchia, thì mình gặp các vị sư ở chùa Nam Tông Khmer đang đi phúc thực nè mọi người. Đối với người Campuchia thì gần như là 97% người dân theo đạo Phật giáo. Vì vậy thì mọi người sẽ bắt gặp những hình ảnh vị sư Nam Tông hàng ngày đi khất thực. Các vị sư sẽ đến trước từng căn nhà và cầu nguyện cho một ngày bình an. Và người dân thì nhiệm vụ một buổi sáng sẽ nấu đồ ăn và cho cúng dường thực phẩm. Người ta sẽ cho những cái loại thực phẩm như là đồ chơi cũng có mà đồ mặn cũng có luôn. Và hai vị sư đang đứng trước một cái nhà người dân. Ở trên tay hai vị sư cầm hai cái dù và một cái bát. Phật tử thì họ sẽ có thể cúng dường bằng tiền nè, rồi cúng dường bằng thực phẩm tùy à. Mình cũng có ít tiền nữa mình sẽ trong tín ngưỡng của người Việt và cả người Campuchia thì phần lớn là theo Phật giáo, và hàng ngày các vị sư như vậy á đi khất thực và sẽ nhận những cái lễ phẩm, thậm chí là người ta cúng cái gì đó thì các vị sư phải nhận và không có sự so sánh hoặc là sự trả lại. Cho nên là sẽ mọi người sẽ bắt gặp hình ảnh là các vị sư sẽ ăn đồ mặn. Ví dụ như hôm nay anh Hồ có thể cúng là con gà, thì các sư sẽ mang con gà đó về nhà, về chùa, xin lỗi là về chùa, và chia nhau cho các sư lớn sư nhỏ để cùng nhau dùng một bữa cơm trưa. Thì mọi người sẽ dùng sau 12 giờ, trước 12 giờ và một ngày một cử thôi hả anh Hồ? Và các vị sư này đi khất thực sẽ trước 12 giờ luôn. Có nghĩa là theo giờ Việt Nam thì sẽ trước giờ ngọ thì các vị sư này phải quay lại chùa. Các sư đi đâu rồi? Cô là người Việt hả? Dạ, dạ con biết tiếng Miên, con biết cả hè đó về 75 chạy giặt này dưới chạy tới Việt Nam, Sài Gòn, Việt Giá. Sống ở bên này cô làm công việc gì? Tối đi bán đồ chua hay quán rồi. Nhà cô ở đâu? Nhà mướn. Cho cô tham quan nhà được không? Dạ. 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 Cô này gì cô? Thẻ vaccine. Ông Phin. Thẻ vaccine sau khi tiêm. Nhà mướn trong này. Ở đây mà nếu như mà không có thẻ vaccine không này thì không thể nào vô siêu thị hay là chợ được. Chưa có cái ta là mỗi khai cha chua. Ta muốn ta đây là một cái xóm trọ, chắc có lẽ là nhà thuê ở đây giá khoảng 50 đến 60 đô thôi. Dạ, 50 đô. 50 đô ha, giá sàn rồi. Và cô làm cái nghề đó là buôn bán mấy cái đồ ăn vặt, giống như là chúng ta bắt gặp là mấy hình ảnh các cô mà người Quảng Ngãi rồi á, người mình bắt đầu hay đi vào Sài Gòn để bán mấy cái đồ ăn á, thì mình tình cờ thôi cũng gặp được cô trong cái xóm này. Cộng đồng người Việt mình sống ở đây cũng đông thôi cô. Mấy đúng không mà ông bên Việt Nam hả anh? Con thấy ở dưới kia kìa, dưới nhà sàn ở dưới kia quá trời luôn. Miếng đó mà. Miếng đó. Này nhà bước nha, 50 đô. 50 đô. Dạ. Cô bán buôn cái gì? Bán
đồ chua đồ phận đồ bắt đêm. Dạ cô hiện giờ cô sống với ai ở đây cô? Sống có chồng mà chồng đi chạy sông đau không rồi. Dạ à, con thấy ở sớm rồi nữa thì nó có một cái vấn đề như vậy nè, khi hôm ngoài ngày hôm qua tụi con ghé phía dưới á thì tình trạng hút chích nó nhiều quá. Ừ, hút chích nhiều. Người Việt mình Việt Nam hút chích không? Cô thấy tình cảnh mà người Việt hút chích vậy nó ảnh hưởng tới cộng đồng mình không? Sao ảnh hưởng rồi mình nói sao nó không được, cái kệ nó hút chích rồi tiền người ta kệ nó, người ta hút chích rồi ăn cắp xe khi người ta quánh rồi người ta đập. Cô gặp cô sợ? Sợ. Sợ hả? Dạ. Chia sẻ với mọi người á là ngày hôm qua khi mà tụi mình đi đến cái khu vực nhà thờ á thì bắt gặp rất là nhiều người Việt mình chích ma túy ở đó. Và nó một phần nó tạo ra cái hình ảnh xấu cho cộng đồng người Việt ở Campuchia. Thực sự thì có những cái người mưu sinh bằng những cái nghề chính đáng, nhưng mà đối với những hình ảnh đó nó tạo ra một hình ảnh xấu lắm. Thì hiện giờ thì con thấy là cái cộng đồng người Việt mình ở đây á thì tương đối đoàn kết. Khi mà mình gặp khó khăn như vậy thì có ai hỗ trợ nhiều không con? Không nhiều. Cô bán như vậy một ngày cô kiếm được bao nhiêu? Là được mấy ngàn, 20 ngàn đúng không? Ăn. Cô có tính là trở về nước để sống cho nó thoải mái hơn không? Cũng đủ sống mà không có dư giả. Thiếu tiền là chút đỉnh. Tiền mượn tiền góp người ta xài. Có tiền. Nhưng không tiền tới nhà, không có tiền đóng tiền nhà thì mượn tiền góp người ta xài đóng. Tiền góp trả như thế nào cô? Trả 500 ngàn, góp 600 ngàn. Ta lời mình 100 ngàn. Trong vòng 1 tháng? Dạ. À như vậy là 10% á? Triệu đóng ngày 20 ngàn. Tiền lãi. Tới tiền nhà không có tiền đóng ta, mình phải lấy đóng cho người ta. Cô sống ở Gạch Giá. Nhà Gạch Giá rồi thì dưới mới lên đi lại. Hồi đó thì chạy cấp 10 tuổi về dưới thì mới lên lại. Cô về lên lại lúc cô... Lên, chạy giữa 5 tuổi mà lên lại 13 tuổi, bây giờ 4 mấy tuổi. Có một cái nữa mọi người là khi mà ta sống, người Việt mình sống ở đây á, khi mà mất á thì không được làm cái giấy báo tử này, rồi tổ chức một cái đám tang cũng không có dễ dàng. Thì như vậy thì cô biết thông tin đó thì cô có tính là về nước sống không? Về Việt Nam sống không? Thì chừng nào ở đây ta đuổi về dưới ở. Mấy năm trước thì cộng đồng ở đây đông không? Cũng đông. Cô có quốc tịch chưa cô? Dạ. Cô có quốc tịch chưa? Cô có chứng minh passport? Có giấy miên thôi. Giấy Việt Nam chưa có. Vậy là cô hiện giờ là... Làm giấy miên. Giấy miên nhưng mà chỉ là Việt Kiều thôi. Như vậy là cô về nước cũng đâu có được quốc tịch. Mà ở đây cũng đâu có xác nhận là mình là người quốc tịch, người Cam. Về Việt Nam khó. Tao cho mình về bây giờ, không cho về. Có gì ở đây làm nhà khẩu cô... trên miên hết. Trong cái suy nghĩ của cô, có khi nào cô về lại Việt Nam không? Ở đây lên hết mà ông nội giờ chết hết, ba cũng chết hết rồi. Mất gốc ở Việt Nam. Dạ. Gốc bà về nội thì ở Sóc Trăng, Bạc Liêu mà bà nội chết hết rồi. Dòng họ cô còn bên đó không? Còn ở dưới Việt Nam chỉ ở tới Dịch Giá. Dịch Giá bà còn người mà không giờ chắc chết hết rồi, mà lần lên giờ lâu quá hết rồi. Thật ra thì cô lên đây cũng 4 mấy năm rồi. Dạ 4 mấy năm. Mất gốc rồi. Dạ mất gốc bên này luôn. Mà hai quốc tịch là cô không có quốc tịch nào hết à? Có một điều á, những ngày mấy anh em ở đây á thì cảm nhận là gần như là người Việt mình sống ở đây mọi người chỉ có một cái điều ước, đó là một ngày cơm ba cử, và họ cũng chẳng mong muốn cái điều hồi hương, hoặc là họ chẳng mong muốn cái gì khá giả cho mình. Mình hỏi giấc mơ của mọi người ở đây như nào, chỉ cần là đủ ăn 3 ngày, không phải nợ nần và không phải đóng tiền trọ, có sức khỏe là được. Với cô thì mong ước của cô lớn nhất là gì? Có đủ ăn, có tiền đóng tiền nhà mướn. Thật ra đối với cô thì cả đời cô sẽ không mua được một cái ngôi nhà tại đất Campuchia này. Có tiền đâu muốn. Bán được không? Là mười mấy ngày, 20 ngày luôn mà ăn. Cho dù có tiền cô cũng mua không được. Không nổi, nhà gì bốn. Tao có bán góp buôn mên, anh tiền đang mua 1 tháng $200 đâu có tiền. Tại vì đối với Campuchia cô là một người ngoại quốc. 200 đô, nếu mà mua nhà 200 đô góp là mỗi tháng, như vậy là người Việt mình phải sống ở đây làm sao mà dư được khoảng 7 triệu đồng mới ăn tiêu sinh hoạt, chứ 7 triệu mới có cơ hội mua được một cái nhà gọi là nhà ở xã hội. Đây là một cái xóm trọ nhỏ ở giữa thủ đô, và ngay tại Campuchia thì có rất là nhiều xóm khác của người Việt. Cộng đồng người Việt sống ở đây rất đông, có người giàu cũng có, nhưng mà len lỏi vào những cái xóm trọ này vẫn có rất là nhiều người nghèo. Và mình hy vọng rằng trong một vài năm tới khi mà mấy anh em trở lại á, thì sẽ không bắt gặp cái hình ảnh đó là tình trạng người Việt ăn xin ở đây. Tại vì hôm qua giờ mấy anh em đi dọc đường thì bắt gặp rất là nhiều người ăn xin là người Việt. Nhìn hình ảnh đó mà người ta là người gốc Việt mình rất là sốt ha. Cô với chú là có bao nhiêu người con hay cô ha? Có 3 người con và cả 1 đứa rồi, còn 2 đứa. Mẹ chết ngoại, chết mà mẹ mà chết mấy, mẹ chết mấy năm rồi. Mẹ này cháu ngoại, cháu ngoại. Đứa con đem ra đây má. Má này.
Nè cháu ngoại bên đây. Cháu ngoại. Cháu ngoại gái này má chết mặt năm. Ba cũng chết rồi, đó ba chết rồi. Các bé ở đây thì được đi học như thế nào? Cháu của cô thì được đi học như thế được nào? Được đi học. Lúc mà mất thì đám tang sao cô? Học lớp 10 vậy. Đám tang ở bên này tổ chức làm sao cô? Tổ chức cũng bình thường vậy. Xin dễ không? Xin tội làm đám dễ không? Xin làm đám cho cô biết, đám cho làm vậy. Đã cho cúng không? Xem. Khi mà bà mất thì hỏa thiêu hay cô đốt? Hỏa táng hay sao cô? À, thiêu. Thiêu. Anh ta nói má cò, tao nói cò quýt, tao không cho đốt. À. Tao không cho chôn đốt. Ừ. Người rồi. Việt mình là chết ở bên Cam đó, không, không được chôn. Rồi gửi vô chùa hả cô? Gửi chùa, xin gửi chùa. Ừ. À, con của cô là học ở trường Cam hay là trường Việt? Học trường Miên. Trường Miên. Dạ. Mấy đứa nhỏ ở đây là giỏi lắm, nói được hai ngôn ngữ lần. Học được lớp 11 rồi. Dạ, thôi chắc có lẽ mình trò chuyện với cô một xíu cũng hiểu hơn cái cộng đồng người Việt. Mình sẽ đi thăm mấy cái sớm nữa ha anh Hồ. Dạ. Để trò chuyện thêm. Con cảm ơn cô nha. Dạ. Có dịp con gặp lại. Dạ. Đây là cái xóm trọ. Dân lao động không ạ? Giống như cái xóm trọ một số khu lao động. Ở trong này thậm chí cả ngay chỗ mà giặt đồ phơi đồ á, treo nào không? Lủng lẳng như thế này. Trên này là cái hộp điện nè. Hộp điện phơi có chỗ phơi. Trời ơi. Hộp điện. Ôi. Chỗ phơi. Thôi chắc có lẽ mấy anh em cũng xin phép di chuyển sang một số xóm khác và chia sẻ thêm với mọi người những câu chuyện khác về cộng đồng người Việt. Người Việt sống ở Campuchia rất nhiều và tỷ lệ người Việt khó khăn thì ở đây thì rất là cao.